Và thế là mình đã hoàn thành xong cái concept vẽ đôi giày Ananas của mình. Video mình custom đôi giày này sẽ được sớm ra trong cái tuần này thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Và đừng quên là đón xem cái video mình custom đôi giày Ananas nhé. Hãy để lại like và một subscribe để mà ủng hộ kênh của mình nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.